Mình tính ngày mai sẽ đi tìm môi giới, rao bán căn nhà của mình. Nhà ở Bắc Kinh này, bán thì rất dễ đó, mua lại thì rất khó. Mình biết là khó, nhưng biết làm sao. Ê, nè cậu coi, hồi chúng ta còn nhỏ, chúng ta có nghĩ ngày tháng sau này khó khăn tới vậy hay không? Lúc còn nhỏ, lúc nhỏ chỉ nghĩ mình lớn lên rồi sẽ tự do. Khi lớn lên thì mới biết, làm gì có, vốn chẳng có sự tự do nào mãi mãi hết. Bởi vậy mình mới đang nghĩ, chuyện này sẽ không phân nam nữ già trẻ, bắt buộc phải trải qua thôi. Bất luận là chuyện gì, thật đó, trốn không thoát. Trạng thái của cậu tốt như vậy, cho cậu mượn 50.000. Cậu không thể cho luôn hả? Giấy nợ còn không bắt viết mà, không kỳ hẹn ngày trả lại. Đây chính là tình bạn sâu đậm nhất của mình rồi. Được rồi, ba chúng ta đừng có dính líu gì tới tiền nong hết, thật đó. Bởi vì tình bạn của chúng ta, đụng tới tiền là coi như hết. Tình bạn của ba chúng ta cực kỳ yếu ớt, đứt cây rụp. Cái gì gọi là nghèo mà vui? Mình phát hiện càng nghèo càng vui. Tốt nhất là chẳng có cái gì cả, chẳng có gì cả, chỉ còn lại vui vẻ thôi. Đồ ngốc. Tôi thấy dạo này anh cũng bận dữ. Nếu mà tôi không tới đón anh thì chắc là không gặp được anh luôn. Tôi xin lỗi. Tôi hy vọng anh đồng ý hòa giải. Cầu xin anh. Ba uống nước đi. Từ từ thôi, từ từ. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nè, nói nghe nè, anh tìm vậy ổn không? Anh đã liên hệ hơn 20 mấy người cũng đâu liên lạc được với cổ. Cho nên bây giờ mới phải thả lưới rộng. Anh coi trong nhóm này 500 người, tôi thêm từng người một. Hả? Alo, xin chào, là ai vậy? Thập tử, ở đây nè. Nè, lần này cô đi, nghĩa là tha cho hắn. Hắn sẽ còn đi hại người khác nữa đó. Nghiêm Nghiêm, sao rồi? Khai Phóng, chuyện của cô đã có khách. Cái gì chứ?
Cô ăn mận cũng trao chuốt lắm, chiếc váy ngang đùi đẹp quá ha. Mặc vô nho nhã nền nã lịch sự quý phái, còn cực kỳ quyến rũ nữa. Ê, anh làm gì vậy? Đâu có làm gì, tóc cô hơi rối thôi. Anh đàng hoàng một chút đi. Chiếc váy ngang đùi này đẹp lắm đó. Mặc vô á, nho nhã, nền nã, lịch sự quý phái, và còn cực kỳ quyến rũ. Ê, anh làm gì vậy? À không, tóc cô hơi rối thôi. Anh đàng hoàng một chút đi. Còn muốn nghe nữa không? Chứng cứ ở trước mặt, tôi hy vọng anh có thể có sao nói vậy. Đoạn ghi âm này chắc chắn là giả, các người cố ý tạo ra. Vừa nghe đã biết bị chỉnh sửa cắt ghép rồi. Không, tôi nói các người làm sao chứng minh đây là tôi chứ? Bây giờ khoa học phát triển tới như vậy, ai biết cô ta tạo ra cách nào? Đoạn ghi âm này tôi nhất định phải đem đi kiểm định. Nếu không tôi không thể nào thừa nhận là nó hợp pháp. Được. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Chứng cứ anh không nhận, tôi còn có nhân chứng. Vị này không cần tôi giới thiệu nữa chứ? Nghe nói trí nhớ anh không tốt, chuyện từng làm qua đều không nhớ. Nếu như tôi mà anh cũng quên mất rồi, thì chứng cứ trong điện thoại của tôi có lẽ sẽ làm anh nhớ ra. Anh Triệu à, anh có thể lật luật hình sự ra, như vậy chắc chắn anh sẽ biết mình bị phán mấy năm tù. Vì vậy tự thú được khoan hồng, chính sách chống cự sẽ bị phạt nặng. Không cần tôi nhắc với anh đâu ha. Cậu Tư cũng tới. Dạ, rồi. Chào chú. Đi. À, bên đó. Đi thôi. Ba. Con bắt chước ba, hầm canh gà nấm rơm ba nếm thử nha. Ba nếm coi. Nóng đó. Có ngon không? Cũng được. Nhưng mà sao mùi vị so với canh ba nấu lại không giống nhau? Đây là nấm rơm sao? Con mua nấm hương đó. Hả? Nấm rơm và nấm hương cũng không phân biệt được nữa. Với lại thịt này chắc chắn là con nấu lửa lớn, khô quá, làm sao ăn được. Với lại khi ba hầm canh đều phải dùng nước lạnh và giấm, hầm 2 tiếng đồng hồ, nấu lửa riu riu, đó mới gọi là... Cảm ơn ba. Còn nói cái gì vậy? Ai trời, ba tánh tình nóng nảy, gây phiền phức cho con. Ba đừng có nói vậy chứ. Ba cũng vì ra mặt cho con, tại con khiến ba lo lắng. Nè, lúc mới sanh con ra, ba cứ tưởng là con có thể đi được, chạy được,
thì bà yên tâm rồi. Nhưng sau này con đi được chạy được rồi, bà lại tưởng là con đi học thì bà yên tâm rồi. Về sau con lên trung học, đại học rồi đi làm rồi, kết hôn rồi, sinh con rồi, cuối cùng lại ly hôn. Lúc đó bà mới hiểu ra đây chính là số mạng của ba mẹ. Cho dù là khi nào thì con cũng mãi mãi là con gái của bà. Bà phải lo lắng cho con thôi, đúng không? Ngày trước mẹ cũng hay nói bà có số lo lắng. Lo lắng có gì không tốt đâu. Nếu như bà lo lắng nhiều hơn thì các con có thể bớt lo, đúng không? Con coi đó, chẳng phải chỉ là nói chuyện chơi thôi, con khóc cái gì chứ. Nè, mau lau đi, lau đi. Bà, chuyện này có phải là con đã làm sai rồi không? Con khiến ba và Lạc Lạc phải chịu tội theo. Trời ơi, con nói gì vậy chứ? Con sai chỗ nào? Chúng ta bị ức hiếp thì phải đòi lại công bằng chứ. Nhà của chúng ta là gia đình có lý lẽ, không gây chuyện với ai, cũng không sợ xin chuyện. Nhưng mà Lạc Lạc nó... Vậy thì phải làm cho Lạc Lạc hiểu ra, chúng ta nhất định phải thẳng lưng làm người, không thể cúi đầu trước kẻ xấu được. Ba, cảm ơn ba. Tánh tình của ba thế nào, tánh con cũng y chang như vậy. Vì kiếp này, lần đầu ba làm ba, con cũng lần đầu làm con. Chúng ta dò đá qua sông, không ai che ai hết ha, được không? Ba, sau này để con bảo vệ ba và Lạc Lạc. Ba vẫn chưa già tới mức đó đâu con à. Sức khỏe của ba tốt hơn con nhiều. Đúng, còn đánh nhau với người ta mà. Mất mặt quá đi. Ba, con đút cháo cho ba. Ừ. Nếm ra mùi vị nấm rơm rồi. Ba vất vả rồi. Con gái ngoan. Sự việc rốt cuộc đã qua, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa kết thúc. Tại sao nữ giới khi đối diện với sự quấy rối, lựa chọn đầu tiên vẫn luôn là yên lặng nhẫn nhịn, chứ không phải là ra mặt chỉ điểm, bảo vệ tôn nghiêm của mình? Nếu không có người nhà, bạn thân thì nhỏ và tư vấn cừ, thì ý chí của tôi có thể chống cự nổi không? Tôi cũng không biết. Tôi phải làm chút gì đó, vì những người bị hại giữ im lặng và không chịu giữ im lặng kia, cũng vì những người yêu thương tôi tha thiết. Tần số 99.6, tần số cuộc sống thành phố. Sau đây là tin tức buổi sáng. Một tài khoản trên mạng xã hội có hơn 10.000 lượt chuyển tiếp đã khơi dậy ngàn tần sóng. Ngày hôm nay lại có ba. Alo. Chị à, Weibo của chị hôm nay đã lên radio rồi. Chị cũng đang nghe nè. Chị à, cho nên chị có tố chất phóng viên bẩm sinh đó nha. Hay là chị quay về làm việc đi, đừng lái xe làm mai một bản thân nữa. Được rồi, không nói với em nữa. Chị đang chuẩn bị phục vụ Lạc Lạc ăn cơm rồi đi làm. Tạm biệt. Được rồi. Khi đối mặt với quấy rối và xâm hại tình dục, chúng ta nên đưa ra lựa chọn như thế nào? Lạc Lạc mau lên, mau lại ăn cơm đi, nhanh lên con. Hôm nay nhìn em có vẻ vui vậy, có phải là có chuyện gì vui không? Đúng là một câu hỏi lựa chọn cũ rích mà. Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu đây. Anh muốn nghe tin nào trước? Được, vậy thì anh sẽ lựa chọn theo khuôn mẫu nghe tin xấu trước ha. Em quay lại làm tài xế xe riêng rồi.
Vậy còn tin tốt là gì? Em vẫn muốn quay về làm tài xế xe riêng. Vậy em đang thử thách khả năng nghe hiểu của anh hả? Ngày trước làm lái xe riêng là vì bất đắc dĩ, cho nên khi gặp phải bất cứ chuyện gì đều rất dễ dao động. Nhưng còn bây giờ, em đã nhận ra niềm vui của việc lái xe riêng rồi. Vào lúc này rồi còn có thể phát hiện niềm vui. Lúc này chẳng phải em nên nộp đơn xin nghỉ hay sao? Như vậy không phải là chân khai phóng rồi. Lúc trước em chỉ là kẻ bàng quan thôi, nhưng sau sự kiện lần này xong rồi, em lại hiểu rõ hơn từng sự việc để có nhiều góc độ nhìn nhận khác nhau. Một chiếc xe riêng rất nhỏ nhưng cũng là một xã hội nhỏ. Ngày trước làm phóng viên tỉ mỉ từng chút, thật không ngờ lại có được mọi thứ theo cách này. Em không thấy sao? Thật ra công việc của hai chúng ta rất là tương đồng. Em và anh giống nhau. Anh bay ở trên trời, em chạy ở dưới đất. Và mỗi lần em chỉ gặp một hai người, còn anh mỗi lần gặp tới 200 người. Lên xe em không cần kiểm tra an ninh, muốn lên máy bay của anh là phải ra khỏi nhà trước 3 tiếng. Thực ra tính chất cũng chỉ gói gọn trong 8 chữ thôi. Tôn trọng sinh mạng và tuân thủ pháp luật. Anh từng đọc một cuốn sách do một phi công cực kỳ nổi tiếng biên soạn ra. Cuốn sách đó nói với chúng ta là mỗi đợt, mỗi lần làm mỗi một việc đều phải làm đúng, đều phải làm thật tốt. Bởi vì chúng ta không biết được vào khoảnh khắc nào sẽ quyết định lời bình phẩm của cả đời chúng ta. Em đã đọc rồi hả? Anh coi trong ngăn kéo đi. Em đang đọc cuốn này hả? Nguyên mẫu của cơ trưởng Sully. Cuốn sách này đọc hay lắm đó. Mặc dù kiến thức ngành nghề không giống nhau, nhưng điểm khai mở cho chúng ta thì như nhau. Hơn nữa em cảm thấy, sau khi coi xong cuốn sách này rồi, em càng hiểu rõ về phi công hơn. Anh tin là sau này em sẽ càng ngày càng hiểu rõ thôi. Tại sao anh lại làm phi công vậy? Lúc đầu thì chỉ là có thể rời khỏi nhà tới trường ở. Về sau thì vì anh cảm thấy yêu máy bay, bay tới bay lui, chạy khắp nơi trên thế giới, tuyệt vời. Sau nữa thì anh cảm thấy ở trong khoang lái có cảm giác an toàn, tìm được cảm giác của gia đình. Thật ra con người chính là như vậy, tìm tới tìm lui cũng chỉ là tìm cảm giác thân thuộc thôi. Vậy em tìm thấy chưa? Lạc lạc nhà em đó. Ngày ngày em dậy sớm đi làm, nếu là vì bản thân thì chắc chắn em không dậy nổi đâu. Nhưng hễ cứ nghĩ gì lạc lạc, dù có phải một nắng hai sương, dãy nắng dầm mưa, cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Em muốn mua cho lạc lạc một hòn đảo sao? Sau đó cho nó làm nữ hoàng. Đề nghị này được đó. Em nghe nói ở nước ngoài có một số nơi mua đảo còn không mắc bằng một căn nhà ở đây. Cũng phải là nhà ở khu Bắc Kinh chứ. Thấy em trở lại vắng vẻ như lúc trước, rất là tốt. Bây giờ em cũng không sao rồi. Vậy đồng chí cơ trưởng, có phải anh nên đi làm rồi không? Sao em giống sếp của anh quá vậy? Suốt ngày cứ kêu anh đi làm. Chuyện này khác mà. Ông chủ anh là người muốn anh kiếm tiền, còn em đang quan tâm anh. Em thực sự quan tâm anh sao? Giống như anh quan tâm em vậy đó. Sau khi qua chuyện quấy rối này thì anh có một chuyện rất là muốn biết em suy nghĩ như thế nào. Ví dụ như rốt cuộc em định nghĩa thế nào là việc quấy rối? Bất cứ hành vi cưỡng chế không tôn trọng phụ nữ đều là giở trò lưu manh. Bất kỳ sự tiếp xúc thân xác không được sự đồng ý cũng là lưu manh luôn. Có phải là em bẻ cong định nghĩa quá không? Vậy có phải là nếu như đã ngỏ ý hỏi trước thì có thể được đúng không? Vậy anh có thể hôn em không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 结束我兜兜转转的
Văn phòng Hoa La. Chúc mừng cô khai phóng, cô có thể quay về làm. Cảm ơn. Chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng quay trở lại. Cái này gọi là gì hả? Rửa sạch oan ức. Chính nghĩa cuối cùng cũng thắng tà ác. Đúng. Nè, nhìn đi, chị làm cho em đó. Đây, hả? Quét một cái giận xui tiêu tan hết. Phủi một cái giận xui đựng đi ra hết. Được rồi. Vậy chị phải quét cho em nhiều một chút. Quét hết bọn xấu đó đi. Quét luôn tới liền cho em. Chúng tôi không thể kè kè bảo vệ cô được, cho nên tôi và Mã Lệ cùng bỏ tiền ra mua cho cô một thiết bị theo dõi lúc lái xe. Tặng cô nè. Có thiết bị này rồi, mấy kẻ như ăn dạ, cướp tiền, cướp sắt gì đó đều không cần sợ nữa. Cảm ơn mọi người. Được khách sáo. Nào, quét thêm lần nữa nha. Quét nào. Ba. Hả? Ba làm gì vậy? Không có chuyện gì làm nên ba chà rửa mấy cái lưới lọc của máy lọc không khí cho sạch thôi. Ba, cái này không đụng vô nước được đâu, đụng nước là không xài được nữa. Thiệt không vậy? Đúng vậy. Con coi, ba bận rộn cả ngày trời, cuối cùng làm hư việc hết à. Trời, cái này không có mắc, không mắc đâu mà, để sau này con mua cái khác là được. Hơn nữa, cái này shop còn có thể thay miễn phí cho mình mà. Con sao vậy, ba gây rắc rối mà con còn vui như vậy nữa. Thái độ con tệ quá thì ba không vui. Giờ con tốt với ba một chút cũng không được sao? Nè, con tặng ba nè. Đồ thể thao, có gì mặc đi dạo nha. Con chi lung tung. Con làm từ sáng tới tối rất cực khổ, sao mua lung tung vậy, thiệt tình. Trời ơi, được rồi, ba mau thử đi. Mà không vừa thì con đổi cho ba, được không? Mấy bữa nay con sao vậy? Cứ đứng trước gương cười, như lượm được bắp tiền vậy á. Nếu không thích thì mai con trả lại. Ê, đừng. Con gái mua cho ba chắc chắn là vừa rồi, chắc chắn dễ chịu. Ba thử nha. Cười lén sao? Các em nhìn đi, đây là một câu tặng điểm. Lúc làm bài thi, chữ cái đầu dòng phải thế nào? Viết qua. Viết qua nhất định phải nhớ. Lần trước có ai nhớ viết qua không? Chủ ngữ, dị ngữ, các em coi đi. Rõ ràng là đề về mệnh đề mà. Mấy nhân xưng này. Cậu đừng nói mà, coi chừng cô bắt cậu đứng lơ nói đó. Đang nói gì vậy? Hả? Nè, em kia. Tôi đứng trên bục giảng thì em dưới này giảng. Em giảng hay thì lên kia giảng cho mọi người đi. Tôi ở trên đó giảng bài, em có thể được lên tiếng được không? Nè, em tên là gì? Em là học sinh mới sao? Tôi chưa từng thấy em. Em mới chuyển tới phải không? Cười cái gì mà cười. Mau tiếp tục đi. Mở đề ra làm tiếp. Ê, cậu coi giáo viên này hay thiệt. Mình đã học lớp cô ấy hơn một tháng rồi mà không biết tên mình là ai. Mình mờ nhạt tới vậy hả? Chẳng phải cậu luôn nhấn mạnh phải kính tiếng hay sao? Kính tiếng đâu đồng nghĩa bị lãng quên. Không sao, ăn kẹo đi. Nè, em kia. Em chào cô. An Chi Giao, giúp tôi đem đề kiểm tra này về lớp phát cho mọi người. Cô ơi, cậu ấy tên là Âu Dương Bắc Giang. À, đúng vậy. Cảm ơn hai em nha. Lần sau lên lớp không được nói chuyện riêng. Đó, cậu thấy chưa? Lúc lên lớp vừa nói mình tên gì xong là quên liền. Bộ tên mình khó nhớ dữ vậy sao? Âu Dương Bắc Giang là họ kép, dễ nhớ lắm mà. Không phải đâu, cậu cũng biết mà. Trong mắt giáo viên chỉ có học sinh ngoan và học sinh hư. Những người ở giữa chỉ là vật trang trí. Không sao đâu, đừng nghĩ nữa. Đi thôi. Đi thôi. Thank you.
Lúc đầu họ nói với mình có người bỏ học, mình còn tưởng là thiếu niên hư hỏng. Hôm nay gặp rồi, thấy cậu lợi hại hơn mình. Cậu đúng là dẻo miệng, cậu mới là người của tương lai đó. Là sự thật mà. Được rồi, uống xong ly nước ép này rồi mau về nhà đi. Trẻ gì thành niên không được tới quán bar. Ồ, cậu tìm mình có chuyện gì không? Thật ra cũng không có chuyện gì. Có khi nào cậu đang gặp chuyện gì đó muốn tìm mình tâm sự không? Mình không rảnh nghe đâu nha. Hai chúng ta cũng đâu có cách nhau bao nhiêu tuổi, mà cậu đã đứng trên sân khấu tỏa sáng, còn mình á, tới tên mình người khác còn không nhớ. Sao chúng ta khác nhau vậy? Vậy có thể vì tên của cậu có tới 4 chữ? Không có, không có. Cậu muốn nghe lời thật lòng hay nói khách sáo đi? Nếu nói khách sáo thì ngắn, chỉ là một câu thôi. Cố lên, cậu làm được chứ. Vậy còn lời thật lòng? Lời thật lòng thì cuộc đời chia làm hai loại: cuộc đời của người giỏi suy nghĩ và cuộc đời của người vô tri vô giác. Cuộc đời của người giỏi suy nghĩ thì cậu sẽ cảm thấy rất đau khổ. Hơn nữa đau khổ đó sẽ đồng hành với cậu trong quá trình trưởng thành. Khi cậu lựa chọn cuộc đời vô tri vô giác thì cậu sẽ vui vẻ hơn một chút. Có điều nếu vậy thì cậu sẽ phát hiện ra cậu đã sống quá vô ích, không làm được việc gì. Mình muốn chúc mừng cậu. Chúc mừng? Chúc mừng cậu đã rơi vào đau khổ. À, không sao. Thật ra thì cô thức đêm cũng quen rồi. Họ cứ kéo cô đánh mặt giữa cả đêm luôn, thì cô khó từ chối sự nhiệt tình của họ thôi mà. Cô ơi, cô sao không? Cô ơi. Alo, 120 phải không? Ở đây là đường Trường Hải, gần trung tâm thương mại Tân Thái. Có một cô khoảng 50 tuổi bị ngất xỉu. Xin hãy cho một chiếc xe cấp cứu tới đây. Tôi có thể giúp gì được không? Cô lau sạch những thứ cô ấy ói ra. Nghiêng đầu qua một bên nha. Dạ. Cô ơi. Mau lên. Để tôi thay chị một chút cho. Tôi đã từng học cấp cứu. Mau lên. Cô à, lúc nãy cô làm giỏi lắm. Cô cũng học ngành y hả? Không phải, chẳng qua lúc trước tôi từng tiếp xúc với những kiến thức cấp cứu, chỉ là tiện thể giúp một tay. Chị mới là chuyên nghiệp. Bây giờ cô ấy không sao rồi, chúng ta cũng không uổng công cấp cứu. Dạ đúng. Thật hiếm có, luôn sẵn lòng giúp đỡ, hơn nữa còn xinh đẹp nữa. Dạ, cảm ơn chị nha. Chị cũng vậy. Tôi còn có việc nên tôi đi trước. Tạm biệt ha. Chào chị. Nếu là vợ của anh thì anh sẽ xử lý thế nào? Hả? Tôi thực sự tin là Khai Phóng sẽ không đối xử với tôi như vậy. Cơ trưởng à, anh bay trên bầu trời cả ngày rồi, nói chuyện đáp đất một chút đi. Trước khi kết hôn ai cũng như anh, sau khi kết hôn ai cũng như tôi. Nè, cho nên là tôi trước đó đã nhìn thấu hết mọi chuyện rồi. Vậy anh có kết hôn với Khai Phóng không? Nè, anh bạn, anh đừng có mà lừa dối bạn tôi nha. Cổ không có hiền đâu. Nếu để cổ biết anh đùa giỡn với tình cảm của cổ, cổ lấy dao đâm anh thiệt đó. Kết hôn thì vẫn là kết hôn. Kết hôn thì cần phải có can đảm. Muốn duy trì hôn nhân cần phải dựa vào trí tuệ. Anh dựa vào theo nguyên tắc này chắc chắn sẽ không sai. Nhìn thấu hết, không nói ra. Đối với bạn thân của anh, nhìn rõ, không nói rõ. Đối với vợ của mình, phải nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Mở lý thuyết của anh cũ rích hết trơn rồi. Giống y như ba mẹ của tôi vậy. Đó gọi là cũ hả? Đó là trí tuệ chung của loài người. Cho nên ba mẹ anh mới răng long đầu bạc cho anh cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay. Hai bác chưa ly hôn chứ? Mau nghĩ coi bà vợ của anh, sở thích của bà là cái gì. À, để mà mau chuẩn bị đúng sở thích để dỗ dành bà đi, đó mới là chuyện chính đó. Lately I've been losing sleep, dreaming about the thing that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more cutting dollars, we'll be cutting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the thing.
Con hát bài gì ông nghe không hiểu gì hết. Bài này bài gì? Là nhạc pop đó, bài hát tiếng Anh thịnh hành nhất. À, nhạc pop thịnh hành. Trời ơi, có hiểu gì không mà hát vậy? À, đương nhiên là hiểu rồi, cái này có gì khó đâu. Ây, không được rồi. Ông phải về quê đăng ký lớp học tiếng Anh. Ông cũng phải học mới được, nếu không không theo kịp con nữa. Ừ, dạ đúng đó, ông phải học mới được. Mấy từ thông dụng của tiếng Anh thì ông phải sắp xếp cho đúng, như vậy mới có thể tiến bộ. Ông định đi thật sao? Ờ. No. No gì mà no. Ông ở đây chính là lý do để con và mẹ con cãi nhau suốt ngày. Nên ông tránh xa, về quê. Đúng lúc bà ngoại con cũng nhớ ông rồi. Nếu ông mà về quê thì con sẽ bị cô lập đó. Chắc chắn con không làm lại mẹ. Tự sinh tự diệt đi ha. Ông không muốn suốt ngày xoay quanh con nữa. Hey. Ông phải chăm chỉ học tiếng Anh thôi, để tìm giáo viên. No. Sao đột nhiên cậu nghĩ ra mua thuốc cảm vậy? Mình mới biết ông mình muốn về quê. Ông mình bị cảm, mình phải mua thuốc cảm cho ông. Sao đây, có phải so với mẹ mình tỉ mỉ hơn nhiều không? Thật không ngờ, cậu rất có hiếu đó. Mình chỉ lo lắng cho bà ngoại và ông ngoại thôi. Bây giờ ông bà đã già rồi, nhất định phải tốt với ông bà một chút. Được rồi, đi mau đi, lát nữa không có cơm ăn đó, mau lên. Tôi đã giúp cậu chạy bao nhiêu việc lặt vặt rồi mà cậu chưa trả tôi một đồng phí cố vấn nào hết. Âu Dương Nghiêm Nghiêm, tôi có bao giờ mắc nợ ai chưa? Cậu thật là rảnh hơi quá. Hôn nhân sắp đứng trên bờ vực thẳm rồi, cậu đừng có nói lời thừa thãi nữa, lo mà làm việc đi. Cả thế giới có mình cậu đối mặt cái vực thẳm sao? Mình cậu buồn thôi sao? Được, 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 cậu cũng buồn, chúng ta cùng đối mặt, chúng ta cùng nhau sống lại nhờ con gió xuân. Cậu nghĩ cách đi, tìm biện pháp đi. Cái này được không? Cái này thì sao, nhìn đẹp mà. Quê chết đi được. Sao bao nhiêu năm rồi mà gu của cậu chẳng khá lên được chút nào cả. Không phải là bây giờ mọi người đều thích lấp lánh hả? Lấp lánh là quê nhất đó. Cậu chọn một cái không quê thử coi. Y như răng vàng. Cái này đi, hợp với vợ cậu đó. Sang trọng và nổi bật nè. Được. Cái màu đen này thấy sao? Màu đen được đó, màu đen hợp với tôi. Phục chủ, gói hai cái này lại nha. Hả? À, không 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 không. Tôi không được dám, mà, tôi được, sợ được, mà được, nè. Được. Không, 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 tới tôi không quan dám trọng thì lại nè, làm gì vậy? Mau, 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 mau. Anh mua hả? À. Em làm gì vậy? Anh nghĩ mua cái túi có thể giải quyết vấn đề sao? Ngoài mua túi ra anh còn biết làm gì khác không? Chúng ta chưa dừng lại được hả? Em đi gắn cái máy nghe lén trong xe của anh. Anh còn chưa trách em đó. Em đâu có vu oan cho anh. Anh mua đồ cho em sao hả? Anh chột dạ hả? Không phải. Em rốt cuộc là em muốn làm sao đi? Em nhất quyết không bỏ qua chuyện này hay sao hả? Anh đã làm cái gì chứ? Anh chưa bao giờ phải chột dạ vì anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Anh không chột dạ. Em hỏi anh cũng thích em lắm, câu này nghĩa là sao? Hay anh đang ngoại tình tư tưởng đó? Anh đúng là đang ngoại tình. Em nghe nói đi, em lớn tuổi rồi, dốc dáng không như xưa, đôi mắt nhiều nếp nhăn, tính khí càng ngày càng tệ. Nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em hết. Em làm gì? Nói cái gì?
em làm gì đó? Giờ anh chịu nói thiệt rồi phải không? Tôi già rồi, đôi mắt tôi nhiều nếp nhăn rồi. Anh tưởng cô ta thích anh thích ở điểm nào vậy chứ? Thích thân xác của anh sao? Thích linh hồn thú vị của anh sao? Người ta thích tiền của anh thôi, anh lại không biết gì hết. Âu Dương nghiêm nghiêm anh nhìn tôi đi. Tôi hỏi anh, trong lòng anh còn có tôi không? Sau này anh đừng ra ngoài đối với người ta. Bao nhiêu tuổi rồi, nếu thân thủ như tôi còn được. Hơn nữa bây giờ xã hội pháp trị anh biết không, anh cứ ra ngoài gây chuyện con cái nó lo lắm đó. Được rồi, đừng càm ràm nữa. Như tôi hỏi anh, lần này anh về hả? Xuân Nê nó cũng ổn rồi, tôi về với bà xã, để mẹ con nó ở với nhau cũng liên cái ha. Ừ, ông ngoại, ông bị cảm chưa hết mà, sao lại uống rượu? Trời ơi con nhỏ này, ông á, bây giờ sắp phải về rồi, cạn ly với ông chân của con thôi. Ông cứ nghe lời khuyên của con cháu đi, nó cũng muốn tốt cho ông thôi mà. Phải đó. Vậy đi, tôi với ông chúng ta đều không uống. Nè, gì vậy? Mình đã gom hóa đơn một tháng cho cậu. Không phải Tống Minh Diễn nói muốn lấy hóa đơn mới đổi tiền cấp dưỡng sao? Đưa cho hắn đi. Hóa đơn này của cậu không được. Hả? Anh ta muốn là những loại hóa đơn liên quan tới con bé Lạc Lạc thôi. Cái này vừa là đồ mỹ phẩm vừa là đồ ăn uống. Không được, không được. Hắn điên rồi sao? Ừ, biệt danh Tống khốn nạn. Được lắm. Cậu biết không, lúc nãy An Chi Giao nói với tôi, lúc còn nhỏ nó học taekwondo là đai đen đúng không? Con thích tập võ lắm hả? Lớp con đánh nhau là cậu ấy dẫn đầu. Bây giờ biết tại sao con với cậu ấy là bạn thân rồi chứ. An toàn. Trời ơi, con tài thiệt. Vậy mấy tuổi con bắt đầu học vậy hả? Dì định cho Lạc Lạc nhà dì đi ghi danh học võ. 5 tuổi. Nhỏ vậy sao? Là 5 tuổi. 5 tuổi là ba mẹ của con đã cho con đi học võ công rồi sao? Gọi là taekwondo. Ba con chết rồi, mẹ con cũng muốn cho con tự bảo vệ chính bản thân thôi. Ôi trời, đứa bé này đáng thương quá. Xin lỗi nha, nói tới chuyện đau lòng của con rồi. Không sao đâu dì, không như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là ly hôn rồi, sau đó mẹ con rồi ông bà ngoại con từ nhỏ kêu con nói ông ấy chết rồi. Vậy nếu ba con mà nghe thấy chắc đau lòng lắm hả? Họ mà trù ba con còn khó nghe hơn đó. Con đã quen rồi, dù gì con cũng không thích họ. Không phải là họ rất tốt với con hay sao? Đều là giả hết, đâu ai thật lòng lo cho con. Ôi, không sao, dù gì con cũng không quan tâm. Cô bé, nội tâm con phẫn nộ vậy. Vậy sau này con làm vợ con trai chú, con có đập nó không? Con mới lớp 11 thôi, ba nói gì vậy? Ba phải xác định mối quan hệ của hai đứa làm bạn cho đàng hoàng, đừng có yêu đương. Chú ấy nói giỡn thôi, chú ấy là vậy đó. Sao bây giờ ba xí vô nhiều chuyện vậy? Yên cho bà thím vậy đó. Mẹ con đâu? Tăng ca rồi, chú chỉ nói giỡn thôi, con ăn đi. Đừng có ghét chú nha. Xuân Nê à, con tới ăn chút đi, để dì lo cho Lạc Lạc. Dạ được, chị đi ăn chút nha. Ba cũng đừng uống nữa. Không được uống rượu, đánh con làm gì, đau quá. Con kêu cổ là chị, kêu mẹ là mẹ. Vậy con gọi mẹ là chị. Bạn An Chi Giao à, mình quen cậu thời gian lâu như vậy, giờ mới biết chuyện của cậu, mình sâu sắc bày tỏ. Mình cứ thấy rất lạ, một bạn học chán ngắt như Âu Dương Bác Văn, sao lại có người bạn thú vị như cậu? Ai chán ngắt hả? Cậu chán ngắt, cực kỳ chán. Nè, kính cậu một ly. Con không có rượu, uống trà sữa nè. Cảm ơn chị. Không biết lớn nhỏ. Nè, kính cậu. Cậu biết không, thật ra mình cũng có số mạng giống như cậu. Từ nhỏ mình đã lớn lên với ông ngoại và bà ngoại. Vậy lần trước người ở đoàn phim là ba dưỡng của cậu hả? Là ba dưỡng của con hả? Dì với người ấy là vợ chồng đó. Là ba ruột mình, nhưng mà mình không ở gần ba mẹ. Không khác với cậu đâu. Chuyện này mình không muốn nhắc nữa. Chúng ta uống đi, nè, cạn ly. Chú đem bình rượu kia qua cho hai đứa uống nha. Người ta chưa thành niên còn cho người ta uống rượu trắng. Nè, ăn đồ ăn đi.